Con phải dạy cậu. Bây giờ cái đủ 25 rồi. Cái này là cậu chơi là có cần trọng tài không? Đây. 2 triệu. Tiền ấy. Các thể loại. Dạ. Cả tiền ấy gì? Bao gì? Ok, thank you. Quần áo tao có bao nhiêu là tao đổ cho mày hết. Mẹ có 5 em tỷ rồi, tao đổ cho mày 5 chục. Thế á? 5 chục cho mẹ đây, cho mẹ ít. Mày tí mày chút luôn mẹ. Chúng ta có người hết đây, có ít thôi mà. Tiền năm ngoái chị còn nữa. Thì cứ để đây sau dùng chung mà, sau mẹ cần bao nhiêu thì đưa. Đi đâu? Chị đổ cho mẹ tiền 10, 12 nghìn á. À, xong rồi đổ cho mẹ. Mày xuống rồi cần tiền gì mày. Thì em cứ cân đối, em... Còn bao nhiêu thì sau còn lại thì em cái mạnh không? Ôi trời ơi, nghèo quá, muốn đi làm tóc rồi. Mua tiền làm tóc đây. Tiền làm tóc ạ. Rồi, bây giờ chơi thế nào nhỉ? Cậu... Chắc có thêm một con à. Rồi. Cho thêm một con. Bây giờ nào, chơi úp à, úp xuống à? Không, bây giờ cậu ra chung. Bây giờ nha. Cậu còn những skill này mới nhỉ? Cậu nhìn skill này là bỏ vào thủ. Như này và này và như thế này và như thế này nha. Được chưa? Bỏ xuống sao? Anh phải như này nha. Phải này luôn. Cậu ra một, cậu ra trước đi. Cậu ra trước nhỉ? Cậu ra trước. Ra ngoài đúng nữa. Ra ngoài đúng. Cậu sẽ ra ngoài ngẫu nhiên. Một, hai, và một. Và một, con vào một, ok. Cậu vào một, ốp vào nhau luôn này. Si, phải không? Si. Si. Cậu đánh trước đi. Cậu đánh trước đúng không? Hai. Cậu dùng, không cậu phải để như này xong rồi cậu đánh. Đi. Đánh xuống người không? Cậu phải đập, cậu phải đánh mạnh vào. Đánh mạnh vào. Chắc không có tác dụng đâu. Con đập, con đập. Để con đập. Để con đập lên. Bắt con bắt được một con. Anh đi. Cậu hiểu rồi. Đây con đánh. Cậu bắt đầu này ra. Có tên này đúng không? Đi. Đây này, để con cho. Con phải vô nhẹ lấy ra. Thế là thắng à? Thế là lúc là số là thắng đúng không? À. Một vào. Gì? À con này tiếp đúng không? Mẹ con thì hiểu sao? Cảm hiểu rồi. Để cho. Ô, ăn cả đôi luôn này. Con ăn cả đôi. Một vào. Thế bây giờ con cho hai vào được không? Không. Chỉ một thôi đúng không? Không, nếu ai ra trước, mấy con thì người đấy thì người ta chặn sau thì người đấy phải ra đúng. Ừ. Ví dụ có ra một thì con phải ra một thì như vậy. Si. Con. Nào, từ từ nha. Một, hai vào. Si. Anh đi. À. Đau tay quá. Đánh con. Đau tay quá. Đến lượt con phải kêu chiêu này. Để con dùng nha. Thôi rồi đúng không? Đánh cặp đúng không? Anh đi. Đánh cặp đúng không? Đúng. Đánh cặp đúng không? Giao trưởng đúng không? Cậu giao trưởng nhé. Hai vào. Hai. Si. À, cậu thắng. Đi đánh đi. Hai. Cậu chơi giỏi nhỉ. Thôi, đến cậu. Rồi, tiếp tục nha. Một. Si. Si. Để con dùng chiêu kích liều. À, ô, chưa được. Ui. Được cậu. Ok. Nào, nha. Bắn gió này. Cái kiwi. Oh. Cái kiwi. Sao cậu không dùng?
Nó giống như này, này phải. Phải á? À? Thế này á? À? Ừ. Bắn có dùng không? À rồi. Cậu có dùng không? Để bắn sao cậu chưa? Cậu dùng bóng rổ nào? Xì. Nào, bóng rổ nhé. Anh đi. Cậu dùng bóng rổ nhé. Bóng rổ dùng đi. Bóng rổ. Bóng rổ không mạnh cho lắm. Ừ, ta không mạnh hả? Nhưng có là có dùng. Con thử dùng bóng rổ. Không mạnh. Là để cậu dùng bóng rổ cậu nhé. Để con. Con. Cậu ra chỗ đi, cậu ra mấy con thì cậu ra mấy nhiêu? 2 Xì Xì Xì, ồ Nói này Móng rồng chứ? Dùng móng rồng đi. Không. Ơ, cái gì đấy? Ném. Chiêu gì đấy? Chiêu ném. À, ném được à? Vâng. Thế bây giờ hai căng rồi. Chiêu ném. Yay. À, thế bây giờ đến lượt cậu đúng không? Ờ, cậu thích dùng chiêu gì thì dùng. Ném xuống được đúng không? Không được à? Ờ. Chết được không? Ném bên này này. Con cho lần này con có cái gì? Con ra chơi đi. Con học trò này của ai đi? Con. Ai dạy con? Con. Con tự nghĩ à? Ai dạy con? Trò này. Ở lớp à? Vâng, bây giờ con mới biết Pokemon mà phải săn mồi. Yeah. Cậu dùng 3 con. 3 4 2 3 4 Xì. Xì. Thế này không phải ra bàn. Chưa rồi, không được rồi. Đánh nhá, con phải thổ đây này. Con thổ đây nó mới được này. Để con thổ lại. Thổ lại nha. Đấy, thấy chưa? Hiểu rồi. Nhưng mà như đấy là cậu hướng dẫn. Bây giờ đến với cậu. Cậu dùng móng tròn. Anh xế thôi nhỉ? Anh đi. Móng tròn. Anh chào vào đây. Anh xế là được sao? Anh đi cậu. Thấy chưa? Cậu móng tròn rồi, cậu ra được 3 con. Em xế ở bên kia đi. 3 con.